Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tô màu cho Simpson đang làm trò vui nhộn nha mọi người. Đang làm trò hài hước. Và bây mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình sẽ tô cho màu cho bức tranh này nha. Ít gu. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người tô hết nha. Fly, drink till I'm drunk, yeah, smoke till I'm high. Mình sẽ tô hết thằng Samson này bằng màu màu vàng. Và mình sẽ bắt đầu luôn nha. Cuối cùng đâu mà nhìn thấy mình đã nghĩ ra màu xanh cây rồi. Đó. Mọi người có thân mình nha. Ok. Và mình sẽ tô cho đây là bức tranh đơn giản nhất mà mình từng tô màu luôn, nên là mọi người phải tự sáng tạo nha. Tiếp đến là mình sẽ uống một ngụm latte nhỉ. Tiếp theo mình sẽ dùng những cái màu còn lại để sử dụng và tô màu thêm cho chúng nha. Và mình sẽ tiếp tục tô đến phần Simpson nhé. Wow, quá tuyệt vời. Phải gọi là sức tuyệt vời đi. Và bây giờ mình sẽ tô màu. Đó, mọi người hãy tô màu theo mình. Ok, gần như là xong rồi mọi người, rất đẹp luôn. Và mình sẽ để một đợt người tới nhé. Bây giờ sẽ đến phần tiếp theo là phần thú vị nhất. Mọi người hãy tô màu theo sở thích của mình nha. Và tiếp đến là đây. Đây sẽ là bức tranh về Samson đang làm trò hài hước nha mọi người. Và mình sẽ tô tiếp và mình sẽ cho mọi người xem kết quả bức tranh ở cuối video nha. Mọi người hãy theo dõi mình nha. Tôi
Mình là gần xong rồi nha. Ok. Rồi có thể học cho mình. Đó. Xong. Ok. Quá đẹp luôn. Rồi tôi đến đâu rồi ạ? Đây, bức tranh của mình nha. Mình sẽ có kết thúc nốt luôn bức tranh này nhé. Rồi. Ok. Tốt rồi. Mình đang làm mẫu cho mọi người tô nha. Và mình Là bức tranh của mình đã hoàn thiện rồi. sẽ cho mọi người xem kết quả ngay bây giờ nha. Là cái gì đây? Đó. Mọi người hãy tô màu theo mình nha. Ok, tốt rồi. Ui. Và đây là bức tranh của mình đã hoàn toàn xong. Và mình đang đợi. Và tiếp theo chúng ta Đợi sẽ đến chờ cái với bức phần tranh. Đợi lại tô theo đi ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Màu sắc mịn. Đó, đây nha, mình đang qua đầu con khủng long luôn mọi người. đó mọi người.